chú nghĩ như thế nào khi mà cái live show này đã tựa là nửa thập kỷ phiêu bạt? 4 ngày hả? Thứ nhất là chữ phiêu bạt không phải của tôi. Tất cả những cái đêm diễn này là do các em tôi, các cháu tôi trong gia đình, cũng như là các em trong nghề ruột thịt, cũng như là cháu Hà là tổ chức và lấy tên. Thì trong 10 cái tên, trong đó có chữ phiêu bạt, thì tại sao mọi người cuối cùng cho cái số phiếu đa số là vào chữ phiêu bạt? Là bởi một lý do như thế này. Tôi ngồi nói chuyện với Nguyễn Cường, bản thân của tôi. Bản thân tôi nói rằng hãy lấy tên nửa thế kỷ lãng du. Mày là thằng lãng du, mày sinh ra để lãng du. Nói mày là bởi vì tôi còn thua tuổi nó. Mày là phải lãng du. Thế nhưng tôi bảo là không, tôi có máu lãng du, tôi có máu du ca, tôi có máu phiêu du. Nhưng thực ra tất cả cái máu đó nó xảy ra khi cuộc đời đẩy tôi vào phiêu bạt. Nhà tôi là nhà giàu thứ 6 của Hà Nội trước 54. Mà đến khi giải phóng, nhà tôi không còn gì, mà tôi phải đi kéo xe, tôi phải làm đủ nghề để kiếm sống nuôi mẹ và nuôi em. Vậy tôi bị cuộc đời đẩy vào phiêu bạt. Rồi chiến tranh đẩy tôi ra chiến trường để làm việc cứu nước, cứu dân. Vậy là tôi bị đẩy vào phía bạc. Nhưng máu giang hồ có sẵn trong tôi. Vì vậy tôi đi đến đâu lại viết nhạc vui vẻ đến đó. Vì vậy là chiếu phiêu lưu, phiêu bạc, phiêu du, lãng du, gì cũng đúng cả. Nhưng đúng nhất là không phải là lãng tử, mà là sinh tử. Đúng nhất không phải phiêu du, mà là phiêu bạt. Đấy là chữ đúng nhất. Vì vậy tôi đồng ý với những người đặt tên chương trình này là phiêu bạt. Xin cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của chú Trần Tiến ạ. Alo. Đời của tôi bắt đầu vào nghề năm 17 tuổi. Thì tôi đi làm nghề này, ốc phát âm thanh cho một đoàn ca nhạc, rồi đánh xi đánh giày cho các ca sĩ, rồi ủi quần áo cho các ca sĩ mặc lên hát. Tôi chỉ là một đứa cừu vặt. Vì vậy tôi rất hiểu âm thanh và ánh sáng. Nó chỉ trục trặc, nó có cái dây nó ướt một cái gì, nó cái gì cũng là làm tắt hết chương trình. Vì vậy tôi rất thông cảm trong những chuyện chương trình đang hay này mất âm thanh, không sao các bạn. Chúng tôi đã quen rồi, đang hát, mất điện, chúng tôi hát, bật đèn pin lên, tất cả những người lính, những cô dân quân, tất cả chùm hết đèn pin lên sân khấu, ra chiến, và chúng tôi lại hát. Không có micro, chúng tôi đứng giữa tất cả lính, ngồi đứng vây xung quanh tôi nghe hát, giống như các bạn nãy nghe. Không cần, là vì cái thời của tôi nó phải thời chiến tranh. Vì vậy mà hôm nay mình thông cảm với bạn mình. Máy móc nó lại có vấn đề gì đó, mà nãy thì lại tốt, bây giờ lại xấu. Okay, bây giờ được chưa? Được chưa? Ok, hát thôi. Hai cô gái. Dạ, con gái đổi đầu, nhanh rồi anh. Lâu lắm không gặp bác đấy con nhé. Dạ. Lâu lắm đấy. Lại gặp cô nào xinh đẹp mà bỏ bác rồi gì? À, có cô mày ở dưới kia. À, bà cũng đi hát dung ca với tôi nhiều lắm. Mà tôi hay cứ rủ dê đi hát mà không bán vé. Mà tôi thích hơn là đi hát bán vé. Nhưng mà cứ hát không bán vé hoài thì ai nuôi? Khổ. Lại phải. Chiến vừa mới dứt, tôi là một người lính tiếp thu Sài Gòn với đoàn quân. Hello, thôi thì kể đi nhé, âm thanh gì được kể đi, không thì chúng ta lại ăn không nhé.
Tôi là dân lính, lần đầu tiên tôi được vào một thành phố của một, giống như của một nước khác ấy. Tất cả đều lạ của tôi, từ cái tivi cho đến cái xe máy, cái gì khác cả. Và tôi gặp một cô gái rất xinh đẹp ở đâu đó, ở trong quán cà phê. Thế là tôi cứ ngồi tôi ngắm cô ấy, rồi cô đứng dậy cô đi. Cô biết là có một chàng si tình mình thì chắc thì cô ấy không thích, cô đi. Thế rồi tôi giống như những chàng trai khác đi theo, bí mật đi theo. Rồi thì thấy cô rẽ vào một cái hẻm, vào hẻm, rồi cô vào. Rồi cô vào một ngôi nhà có dàn hoa tím. Và câu chuyện đến đó là hết, không còn chuyện gì nữa. Rồi một ngày tôi trở lại thành phố, tôi chợt thấy những đàn chim én bay trên những cái tầng cao ốc và bay trên những dàn hoa tím. Và tự nhiên tôi lại đến ngôi nhà đó, tôi lại hỏi. Thì cái bà bán hàng trước mặt, cái bà hỏi, thế anh hỏi ai? Tôi không biết là ai. Anh không biết tên à? Vâng, tôi chỉ biết cô ấy thôi. Thôi, cô này xinh ý gì? Vâng, cô đi rồi. Và đi đâu tôi không biết. Hoặc là đi kinh tế mới, hoặc là vượt biên. Tất cả chỉ có thế, câu chuyện chỉ có thế thôi. Mà tôi thì là chàng trai người lính lãng mạn ra cái bài hát này. Và chính vì những cái chi tiết đấy nó làm cho những kẻ sinh ra trên đời để mơ mộng như bọn tôi viết ra những bài hát này. Các bạn nghe. Thực ra thì cảm xúc đầu tiên là vui. Thay vì một người nhạc sĩ, một người đã từng nổi tiếng và đã về ở ẩn ở Vũng Tàu 13-14 năm nay, mà lại có người đến tìm để mà mời gặp lại công chúng thì vui. Tức là giống như là lấy một xác ướp Ai Cập mang về để tham khảo. Tôi luôn luôn nói với chị Khánh Ly rằng là khi mình còn hát được và còn có người thích nghe mình hát thì mình hãy hát, đừng có tạm biệt gì cả. Và chúng ta hãy còn số ta cứ đi, không cần gì, không mong gì. Ta đi vì ta muốn ra đi. Đơn giản là tôi đi vì tôi thích hát ca với mọi người. Còn ai mời thì tôi còn đi. Nay được một trong ba đại bầu xô Việt Nam đến tìm tôi, đó là cháu Hà. Và cháu Hà, tôi nhìn cháu rất dễ thương, cháu rất là chân thành. Tôi nghĩ rằng là những cái người yêu nhạc tôi như thế thì chắc là sẽ làm nên chuyện. Tôi nhận lời ngay và tôi sẽ làm hết mình vì cháu Hà. Thế vậy thôi. Cảm xúc của tôi duy nhất là, thứ nhất là cảm ơn một người bầu dũng cảm đã lôi một xác chết Ai Cập, áp ướp Ai Cập ra để cho một người xem, thì tôi rất cảm ơn. Nhưng nó chỉ là câu đùa. Là cái quan trọng nhất là tôi lại có dịp để gặp được khán giả và lại chia sẻ những buồn vui của khán giả. Mặc dù những khán giả sau này là những khán giả quá trẻ, tôi không biết kêu là gì nữa, tôi chỉ biết kêu là bạn. Chia vui với các bạn, chia sẻ với các bạn về những buồn vui của tôi với các bạn. Ok.